Bạn, đây là vlog đầu tiên của mình. Nhìn cái này nó hoang tàn rồi nhưng mà các bạn yên tâm, sập được đâu. À, sáng nay kiểu là chán quá thế là lấy điện thoại, không phải điện thoại mà không có điện thoại, gọi là lấy mượn điện thoại ở bên cạnh đấy, mượn em sách theo rồi. Có mấy thằng chạy vào thể hiện kìa, mấy kia em sách ở đây. Đơ mờ khốn nạn rồi mất dạy. Thôi chán quá, tưởng không ai xem cùng mình, thế thôi lấy ra xem một mình vậy. Cuối cùng tầm khoảng 5 phút sau thì có một thằng chạy vào tình nguyện, chắc là nó cũng thích xem từ lâu lắm rồi, nhưng mà đến lúc đấy nó mới vào tình nguyện xem, chạy vào xem. Đúng rồi, nó gọi thêm khoảng, không phải khoảng, nhưng mà chắc là tất cả con trai của cả lớp 9 A và B, mình đã học lớp 9 mà đó. Đúng rồi, chạy vào xem. Hả? Thế là cả mấy thằng lớp 6, lớp 7 nữa cũng chạy vào. Thế là coi như là lúc đấy là mình cướp mất tuổi thơ của chúng nó. Lúc ra chúng nó biết có mỗi tuổi thơ bị anh cướp đi.